Xin chào tất cả các bạn. Mình là Ngọc Thanh Tân. Và chào mừng các bạn đã đến với chương trình Ngon Quá Đi. Và ngày hôm nay chúng ta có gì? Ngày hôm nay chúng ta có bún mắm nem. Ngửi có mùi thấy sướng rồi đó. Tiếp theo chúng ta có gà. Gỏi gà. Tiếp theo chúng ta có một mâm bánh ngọt với lại rau xanh. Tiếp theo chúng ta có một dĩa các loại tinh bột, rất là nhìn là đã thấy là ăn một cái là về ngày mai lên 5kg rồi đó, nhưng mà rất là ngon, các bánh của Huế. Và tiếp theo là có ly chè, và bên cạnh là có ly nước lọc ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trước. Chúng ta bắt đầu bằng cái gì nào? Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái này trước. Mặc dù là nói mập thôi chứ thật ra là tôi thích cái này nhất. Thật chưa, hôm nay cảm ơn chương trình mới được ăn những món này, chứ bình thường là tôi nhịn được. Thử miếng gà nha. Ngon lắm nha mình. Có gì các bạn có thể ngồi đây cùng Tâm và thưởng thức những món ăn này chung với Tâm. Bởi vì nó rất là ngon. Và Tâm chỉ ước sao các bạn có thể thò được tay qua màn hình và có thể gắp được một miếng ăn chung với Tâm. Nhưng mà các bạn không làm được nên thôi. Vì hiện tại chỉ có mình Tâm ăn thôi. Thông cảm các bạn thông cảm nha. Thơm á. Đầu tiên phải trộn lên đi ha. Các bạn nghe tiếng trộn các bạn mới biết là nó làm món ngon rồi. Ngày mai mà Tâm về mà các bạn thấy mà Tâm lên ký cho chương trình chứ không cho Tâm nha. Thì mà chương trình cho anh ăn ngon không? Đây là gì vậy? Gà ngon quá. Này là xoài phải không? Trộn với nước kìa. Ngon quá à. Gạt sen nha quý vị. Không có bị ngọt quá. Thôi bình thường thôi, vừa đủ rồi. Ngon lắm. Mình nghe thấy không?
Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn theo dõi tập ngày hôm nay Ngon Quá Đi của Ngọc Thanh Tâm nha. Các bạn đừng quên đón xem những tập tiếp theo của Ngon Quá Đi vào những giờ sau nha. Bây giờ Tâm sẽ ăn tiếp tục nha. Chứ Tâm sợ là Tâm ăn là sẽ chắc mất cả tiếng, 2 tiếng nữa đó.